Hello, I am. Hello. Hello. Anh em nhé, hôm nay chúng ta lại quay trở lại với con game đoạt mệnh, được không ạ? Sau 4 ngày chơi Juno Mali, thì tôi phải đợi cho game nó fix lỗi xong rồi tôi mới chơi tiếp tục được, được không ạ? Đấy, đi cứu bé Thảo phát, được không ạ? Anh chỉ cần ấn mắt là được. Tôi biết rồi các bạn. Tôi biết rồi nhá. Nhà làm game đã sửa rồi nhá. Lần trước tôi gắn mắt vào cửa không mở, được không ạ? Hôm nay là chán quá đéo chơi nữa, cho nên là lần này nhà sản xuất vừa fix lại, cho nên là tôi chơi anh em nhá. Cứu bé Thảo tiếp, được không ạ? Ok nhá. Được chưa ạ? Lại ngựa à? Được chưa ạ? Ô game này nó bây giờ nó có thể thay đổi góc nhìn này. Này, ấn tab là xem bên này này. Ấn tab là quay bên này nhìn này. Ôi giời, anh em thích bên nào hơn? Anh em thích bên này hay bên này? Bên này hay là bên này nhỉ? Trái phải anh em ơi. Trái phải. Cảm ơn anh em LMD222201 nhá. Trái phải. Này, lần trước anh em mình chơi này này, đúng không ạ? Cái này cái nào cũng được. Trái à? Ủa trái nhá. Quen chơi Resident Evil rồi anh em mình lên trái nhá. Đấy, Hoàng bắn tùm lum rồi sỏi. Cảm ơn ma say điên. Hello ông già, em mới lần đầu đâu nét. Cảm ơn anh em bắn tùm lum nhá. Rồi đặt tên. Đấy không ạ? Tôi là vừa vô trong kia. Tôi mới bật game lên, tôi lấy con mắt khao sao xong, được không ạ? Cho anh em nào mà không biết về tập trước, được không ạ? Tóm tắt tập trước nhá. Tóm tắt tập trước là tập trước là như này. Là đây là thanh niên tên là Trung, được không ạ? Thanh niên tên là Trung dẫn gia đình tới Đà Lạt chơi, gồm có mẹ và em gái tên là Thảo, được không ạ? Mà trên đường đi thì tự nhiên có con ma nó hiện ra trước xe, thế là tông xe. Mẹ thì rất xung vực, còn em gái thì mất tích, bị đứa nào bắt ấy. Thế là bây giờ là Trung phải đi kiếm đi kiếm mẹ và em nhá. Cảnh sát báo là em bị cháy do tai nạn ô tô, nhưng mà Trung không tin, phải đi kiếm em bằng được nhá. Ok không ạ? Tóm tắt vậy là chị hiểu chưa ạ? Bây giờ là Trung phải tới đây để giải mã tất cả các câu đố trong này, để có thể giải cứu mẹ và em gái. Tôi nhét cái rồi tôi nhét này vào phát. Cảm ơn mây xanh điên gửi đó hội viên nhá. Rồi ôi ác được không ạ? Được chưa? Ê, mở cửa rồi. Ai xa, what the fuck. Ê khoan, mở cửa xong sao tôi lại đứng ngây người thế này? Lỗi tiếp rồi. Lỗi tiếp rồi. Đéo hiện tôi không đi được. Mở cửa đấy cho đi. Điên lắm con à, điên lắm. Không đi được. Không đi được đây. Thấy uy tín rồi nha. Thấy uy tín rồi đấy. Fix được cái cửa thì người đứng ở đấy đi kiểu gì? Hiểu. Rồi, tôi lại phải đi giải lại cái kia rồi. Khốn nạn. Game. Buồn game kiểu như là kiểu như anh em kiểu như giống kiểu như một cục tức vào người. Hoan hỉ. Game Việt, hoan hỉ. Được không ạ? Rồi, để tôi vô đây tôi giải con rắn này cái. Sư game. Đấy, tôi vẫn nhớ mà. Ui xôi, đầu óc. Đâu ạ? IQ 2 tỷ. Đấy, lấy ngon ngay. Sao? Cút.
ra ngoài phải chiến với cái bọn ở kia nữa. Này, chiến với bọn kia này. Mày ra đây luôn. Đừng có để anh bực, nghe chưa? Đừng có để anh bực, nghe chưa? Mày ra đây luôn. Nhanh 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 lên. Đừng có để anh bực, bực, bực lên. Bực, bực lên. Chết. Đâu nữa? Ra đây. Đâu rồi? Đây à? À đây à? Đây à? Đây à? Đây à? Đây à? Đây à? Kia đó à? Đây kia này. Chết này. Chết này. Đâu nữa? Ra đây. Ôi chạy 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 chạy. Ôi chạy chạy. Ôi chạy 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 chạy. Ôi chạy 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 chạy. Ôi dồi chạy 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 chạy. Chạy này. Đâu rồi? Ôi xòe rồi à? Đã xòe à anh em nhé. Rồi khăn mắt vào thôi. Ấn không được nữa thì thôi này. Tôi nghi lắm anh em nhé. Rồi mở rồi. Mở rồi. Cái what the fuck. Vâng. Vâng, tôi anh em làm hơn cứu tôi ra khỏi chỗ này cái anh em ơi. À đâu, mẹ tôi mới thấy con bướm này ra nó hủy động tác được. Ô khổ. Ôi, con game nó khổ. Ôi giời ơi, mẹ tôi phải khởi động con bướm lên. Tôi mới đứng ra ngoài được ạ. À. Ôi giời ơi. Có gì để lựa ông nhỉ? Kiếp, hên còn nút Q để ấn được không thì toàn chưa hết cứu rồi. 13 viên. Ngày hôm qua là tôi nhớ lần trước là tôi lựa được 40 viên. Sao bây giờ mà còn có 13 viên này? Thì anh chúc anh buổi tối VV. Ông comment cần nguyện nhá. Cảm ơn anh em nhá. Còn đúng 13 viên. Nhớ là tập trước tôi lựa được 40 viên bắn thoải mái luôn. Ôi đây đây ơi. Anh em xem có bị tối quá không anh em? Có tối quá để tôi chỉnh đến sáng sáng lên tí. Đấy. Đặc trưng. Ủa mẹ nó khóa vậy sao về? Chuyện này có gì đây? Có gì đây? Rắn hổ mang à? The hell. Ôi. Ôi đạn. Ngon. 27 viên rồi. Ngon 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 ngon. Ngon ngon ngon. Chưa lụm đạn nó lụm rồi anh em. Lụm rồi. Đọc cái hình xong là tôi lụm rồi đây. Đâu anh em Kim Ngân. Lụm chưa nhỉ? Mẹ. Quên. Cảm ơn em. Bắn anh chừng nào nha. Chơi Granny đi anh. Chơi nhốt bản tiếp. Ok anh em nhá, khi nào mà ra bản mới tôi mới chơi được. Bởi vì nó đang bản cũ. Cái hoài nó cũng chán. Ủa? À đẩy à, đẩy cái này đi đâu? À đẩy à? À đẩy đây. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Rồi, khỏe ác. Trông tôi đẩy này, trông nguyên cái thùng to đùng này tôi đẩy mình này. Cảm ơn anh em thay ghét nhá. Anh em nào mà ở trên Zoom và Tup lag ấy là do anh em nhá. Tôi. Hello A, chúc A buổi tối vui vẻ. Cảm ơn anh em nào donate nhá. Cảm ơn anh em nào donate bao nhiêu đây? Ui 1 lít. Ai đây? Mẹ ai đây? Cảm ơn anh em nào tặng 2 cái bông hoa rosa. Ui anh em nào vừa donate 1 lít đây. Nhanh quá tôi không kịp gì cả. Cảm ơn thầy ghét, cảm ơn muối. Hiếu à? Hậu à? À chị em Hậu à? Ôi dồi ôi. Nói cho anh em biết rằng là chị em Hậu vừa chúc mừng sinh nhật tôi. Được không ạ? Một củ nhá. Hôm nay lại 1 lít nữa. À. Cảm ơn chị em Hậu nhiều nhá. Đấy.
chúng ta có một cái ngôi nhà ở đây. Bên thảo ở đây không? Hả? Hả? Ai ơi? What the hell? Một anh... Ôi dồi, tự sát rồi. Này là đi rồi. Rồi, sao sao tôi toàn mì vậy? Vâng, nãy giờ tôi lượm được một thùng mì rồi. 8 bịch mì rồi. Lắp được thùng mì rồi. Cái gì đấy? Tay cầm dùng để đi cắp treo à? À, đây là để đi cắp treo đấy. Ôi dồi ôi, anh cớ sự nào mà đi này làm như này anh ơi. Nhật ký ở giữa rừng sâu có một ngọn lửa luôn sáng trong đêm, không bao giờ tắt dù cho có gió to hay là mưa giông kéo đến. Cảm ơn Hoàng nhá. Lực sĩ Hasnow có khác. Người ta nói rằng nó là ánh sáng dẫn lối cho những linh hồn đi lạc. Tôi đã nhìn thấy ngọn lửa đó rực sáng như ngọn đuốc trên một cái cây cổ thụ lớn. Rồi ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy những bóng người mơ hồ nhưng lại quanh cái cây. Dưới gốc cây một cô gái trẻ bị trói. Một lúc sau tôi nghe thấy một tiếng hét chói tai. Hình như hello, chúc anh buổi tối vui vẻ. Like lâu chưa anh? Cảm ơn Kim Yến nè, mới like anh em nhé. Mới like. Tôi nghe thấy một tiếng thét chói tai, hình như cô gái đã bị chặt đầu mang đi. Ồ toà, chắc là anh này thấy mấy cảnh mà kiểu như là ma chơi ấy mà. Ở đây chắc chưa bao giờ thấy ma chơi. Cho nên mà thấy ma chơi gái là thấy những cái đốm lửa bay đấy anh em. Mà thấy cái đầu bay đấy. Ma ra đấy. Sau đấy sợ quá, sau đấy là treo cổ chết. Ngập tô giống sợ anh em nhá. À đây rồi, cấp treo rồi. Sửa rồi anh em nhá, sửa rồi. Game sửa rồi. Hệ thống dây cáp treo dùng để tăng tốc độ di chuyển qua địa hình. Bạn cần có tay cầm à, ok. Tôi có rồi. Rồi, tôi có rồi. Nghỉ đéo hiểu nghiệm. Vâng, phải mất bao nhiêu phút thì nó mới hiện tắt đi ạ. Sự tích sọ dừa. Em là Long Võ nhá. Rồi đây, ui dồi, như game gì. Bigfoot à, lúc trước tôi chơi với anh em trong kênh là Bigfoot đúng không? Cũng có cái đu đu này này. Đấy, đu con bên kia. Rồi, xóa. Cái này có gì không? Ô, cái lá thư gì đấy? Lá thư, tôi để lại lá thư này để cảnh tỉnh những ai muốn thách thức ma quỷ. Mấy ngày trước, khi biết tin về ngôi biệt thự có ma ám phía trên kia con đường, tôi rất tò mò muốn đến đây thử. Bản thân tôi là một người thông tin, không tin là ma quỷ có trên đời. Thế là tôi đã đem chăn gối ngủ lại một đêm tại đó để xác minh những lời đồn đại. Sau khi đã kiểm tra xung quanh, tôi nhóm lửa và chuẩn bị giường chiếu để đi ngủ. Vừa chợp mắt một lúc, có một tiếng động lạ trên tầng 2 làm tôi thức giấc. Tôi vội vàng để kiểm tra nhưng chẳng thấy gì. Khi quay lại thì toàn bộ chăn gối của tôi đều bị kéo lê dưới đất. Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, nhìn thấy bóng người cứ đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hét toáng lên nhưng đáp lại là tiếng cười khúc khích ghê rợn một cô gái nào đó, khiến cho tôi hoàn toàn bỏ cuộc. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi đó, không dám quay đầu lại. Thật đáng sợ. Cái gì đấy? 2906 à? Cái gì đấy? Ai biết cái gì đấy? Ai chứ không sao gì đấy? Ai già? Là ở đây là có một thanh niên nào đấy giờ dũng cảm, chắc là top cơ hay là du văn tuber phải không ạ? Đến đây để quay vlog nhưng mà hôm nay là tới đây thì bị ma gì? Ma nó dọa. Rồi, tôi xuống đây rồi. Có máy phát điện này. Ơ, hơi giật nhỉ. Nhân đoạn này hơi lag này. À đây, bao nhiêu anh em ơi. Cảm ơn anh em đạt 2.6 nhá. Cảm ơn em RAM, bao nhiêu anh em ơi, quên rồi. Bao nhiêu, 2906 à. Ủa, sáng thế. Sáng này sao thấy bấm mập bấm nhỉ. Từ coi. Mấy con bướm mới đi ra chỗ khác coi. Mấy... Rồi sao thấy? Mày nhấn mặt hả? Con bướm ở chỗ khác nha. 2906. Con bướm nó cứ bay lung ta lung tung đây, nó sáng quá làm tôi không nhìn thấy gì đâu cả. À đây rồi. Ui. Đi thôi. 2906. Ok. Let's do it. Đi cứu bé Thảo thôi. Đi lên đi xuống nhỉ? Hả? À, đi đường nào?
đi xuống đi. Bữa bao rồi, áo quần của tôi vác súng đã cái. Tí nữa quên. Em đã hát cả 6 nhá, anh em nhá, cảm ơn anh em nhá. Yep. Ôi, ở trên kia có căn nhà gì kia. Biệt thự à? Biệt thự mà. Ở những năm 1900 hoặc 2000 có rất nhiều biệt thự ma ở trên Đà Lạt anh em nhé. Bây giờ đỡ rồi. Bây giờ anh em đất chật người đông rồi cho nên đỡ rồi. Trước kia rất là nhiều. À? Gì đây? Và to tiếng lên anh em nghe chung, đúng không ạ? Đỡ sợ. Cứu tôi với. Yo. Này mà tối ngủ mà nghe cái tiếng này thì tuyệt vời luôn. Ngủ ngon mơ đẹp luôn. Cứu tôi. Anh về đi chứ ai mà thấy ma rồi đi vô trong đấy bây. Hả? Con nào khùng mà tự nhiên thấy ma rồi đi vô nhà không? Em đang đoạt mệnh anh em nhé. Rồi, anh em mình vẫn phải vô rồi. Ai xa. Vì mẹ và em gái, được không ạ? Phải vô thôi. Hả? Cái gì đây? Mới vô nổi nhạc rồi đây. Từ từ nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Ai xa, 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 xa. Con ma kiểu ú à. Ôi xôi. Ôi xôi. Ôi xôi. Ôi xôi. Ôi kẹt kẹt kẹt. Ôi xôi ôi này. Này thì con kia bị kẹt này. Bị kẹt này. Ở đây. Ở đây. Ui trượt lại. Trượt này. Ui hút hút. Hút hút. Hút này. Đi này. Đi chưa? Đâu rồi? Đi này. Ôi xời ơi. Còn không? Còn không? Lượng đạn. Lượng đạn 50 viên. Xài khi nào mới hết? Thấy không ạ? Lời nguyền ma nè. Tao đã ở đây. Ai da. Cấm đạn. Tuyệt vời. Ôi suy nê đúng không ạ? Đây có gì đây? Mì ăn liền. Ôi mỗi tôi được một thùng. Hả? Ai đây? Alo. Hình như tôi vừa nghe tiếng thấy bạn biết Thảo đúng không? Ai cứu em với à, đằng sau này em ơi. Bức tường này nhìn rất lạ, có vẻ như mới được xây. Cảm ơn Đạt 2K6, cảm ơn em Hà Bảo Ly. Rồi em tôi là bị nhốt đằng sau cái cửa, cái chỗ ấy. Đợi anh nhá. Làm sao đây để mở đây. Ui dồi. Không mở được. Bạn phải tìm cái gì thứ. Từ từ em ơi, từ từ em ơi. Từ từ. À cầu chi, cầu chi, cầu chi. À, cầu chi à? À, tìm cầu chi à? À, gì em đói? Đấy, đâu ạ, đỡ tốn đạn. Sao anh ăn mì nhiều thế? Cảm ơn Hoàng nhá, tôi sẵn thùng mì luôn nhá. Em tôi vừa than đói, anh ơi đói quá. Anh thì đang có 11 bịch mì. Tha hồ mà ăn em nhá. Chạy chạy nhá, qua đường. Két két két. Ôi. What the fuck.
làm chết 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 tôi chết tôi chết tôi chết tôi chết tôi chết tôi. Này thì dí này, này thì dí này, dí, dí. Ê, à, hụt rồi. Ôi, đây, hụt, 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 hụt. À, hụt ba viên luôn. Tuyệt vời. Này thì hụt nữa này. Đâu rồi, chạy đâu rồi, ai à, chạy ra ngoài à? Chơi chạy ra ngoài này, game không cho chạy ra ngoài đâu nhá. Hơi đen. Khiếp, con quái nó tính chạy ra ngoài, nó trốn thoát rồi em. Ở đây, đấy phải lượm được chứ. Để tôi, tới em nhá, để anh đi lượm đạn cái. Ui, yêu hoách, what? Vâng, trong ngôi nhà ma như này là nơi vẫn thể hiện được tình cảm anh em nhé. Anh em Huy nào anh vô nhận anh tôi cái nhá. Huy yêu hoách. Đợi chú anh em nhá, đợi chú chạy mau à, chạy vô. Rồi, tôi chạy vô đây. Úi xổi, như điệp viên luôn được không ạ? Đấy. Rồi. Vâng, lại hai bịch mì tiếp. Game này không có gì ngoài mì. Oh shit, lại con quái. Ui, cạp. Và sinh nhật em mà khum lai hơi buồn nhá. Cảm ơn bé Thúy quá. Ôi giời, sorry anh em nhá. Cảm ơn sorry bé Thúy nhá, hôm nay bù. Chúc mừng sinh nhật bé Thúy của em qua nhá. Ôi giời. Ôi, con này cao lắm, con này to lắm anh em nhá. Tôi đâu nết cho ông hết tiền rồi đó. Ôi Hoàng, bột. Anh em xem được rồi nhá, ừ, anh em xem thôi. Ui, con này boss này to lắm. Con này cao 2m. Đợi chút em ơi. Anh sử dụng này phát. Tôi chìm ngược cái mặt nó nào. Hé lô thầy mặt cười. Cắm D drop. Ui, tôi phải hồi lại mana tôi mới. Ui dồi. Đấy, cho anh em chìm ngược rồi tôi mới mất máu này. Ui. Ui xôi. Được chưa? Tiếp đâu ra con quái to thế. Ở Việt Nam lại có con quái to này. Hơi vô lý nhá. Thùng gì đây? Ờ, tôi cũng chưa biết là bắt nguồn mấy con quái này từ đâu ra. Game hơi vô lý. Nếu như mà chúng ta kiểu như là vô trong đây để đánh những cái bọn người đồ trong đây ha, thì mấy tôi thấy hợp lý hơn. Hoặc là ma quỷ gì đấy. Tự nhiên bọn này ở đâu ra không biết. Tôi vừa làm cái gì đấy nhỉ? Hôm qua cũng sinh nhật em mà hôm nay mới tổ chức mặt cười. Ờ, tôi vừa làm C4. Cảm ơn anh em nào, phone gì nhá. Ở đâu đó, cái đường xuống đâu ấy nhỉ? À, đây. Tôi em ơi, tôi. Xuống ngay em nhá. C4. C4 để mở cửa. Ôi mày. Ôi rồi. Đi qua được chỗ này không? Ôi rồi. Và. À, bẹt. What? Còn nữa à? Sủ xong dưới này mà. Ôi rồi. Con này chất nhá. Con này chất chơi nhá. Ôi tôi mệt rồi. Vô đây. Ôi xôi ôi. Mày vô đây. Chơi mà. Đánh lén à? Chơi đánh lén. Đánh lén này. Ăn bát mì phát. 15 gói mì.
Em yên tâm em nhé, không sợ đói. 15 bát mì này. Rồi. Làm 2 bát mì được không ạ? Rồi, mở cửa rồi. Sai. Phone Zia. À, phone Anzo đúng không? À, dạ, phone Anzo. Chúc mừng anh em sinh nhật từ ngày hôm qua nhá. Rồi, tôi cài bom hắt. Em né ra. Không có nổ này. Chạy đây. Né ra ơi. Rồi. Em đói à? Ở đây, tầng ngay. Đâu rồi? Đâu rồi em ơi? Đâu rồi? Ờ. Như này à? À rồi. Qua màn. Em đói, đúng không ạ? Ôi rồi, tôi ra rồi anh em ạ. Ở đâu? Tôi vô trong hầm nơi chỗ nào đấy? Mật thất à? Rồi, địa đạo rồi. Nó đi trong này cứ vương ấy nhỉ? Rồi. Toàn bị cắt tông luôn. Ai lại sống ở dưới này đây? Dưới này trồng cây nữa à? Cây gì đây? Ôi! Ôi! Mẹ! Xà cân à? Ôi! Ây cha! Cha! Bọn này trồng xà cân trái phép như này à? Đứa nào trồng đây? Ôi, toàn có ai đấy đang trồng xà cân ở dưới này? Bất hợp pháp, được không ạ? Trong ngôi nhà hoang. Ôi rồi đây, tôi đọc cái tờ giấy tờ dụng đây này. Sổ ghi chép của ai đó, bên trong có lưu lại rất nhiều giao dịch buôn bán xà cân bất hợp pháp. Không chỉ mua bán ở Việt Nam, mà còn đem ra thị trường nước ngoài để tiêu thụ. Ôi toàn, đây là một tổ chức rồi. Lá xả cân phơi khô, ai xả đóng gói. Rồi. Ai xả mẹ ở dưới nó còn điều chế cả xả cân khô nữa mà. Rồi, còn gì nữa không? Ui, cái này thì ai chả biết. Vâng. Xả cân, tên gọi khoa học là cannabis. Được không ạ? Ừ. Rồi, tôi sẽ là thu thập bằng chứng để báo công an anh em nhá. Tôi thu thập bằng chứng lại, tôi báo công an. Gọi cho police ngay. Bế Thảo đâu? Tại sao là Bế Thảo lại ở dưới này? Ôi dồi, bọn chúng có cho Bế Thảo của tôi chơi không đây? Sao tối này? Ở đi đâu bây giờ? Thảo ơi, em ơi. Đây. Úi dồi ôi, tối. Ôi dồi, như mực luôn. Để tôi tăng cái độ sáng lên tí nữa. Ôi dồi ôi, vẫn như mực. Tuyệt vời. Ui, máu mè bê bét luôn này. Cái gì đấy? Úi dồi ôi, lại quái. Úi nó lại quái. Vâng. Đâu ra mà lắm quái. Từ từ bạn ơi. Night, Nighty. Ôi dồi ôi, sắp toang rồi. Ôi dồi, sắp toang rồi. Ôi, khoan. Ôi, mày đây, tiếp đi, nào, tiếp nào, hai thằng. Hai thằng này, ôi rồi chạy đâu thoát, chạy này, bốn thằng lận à, tuyệt vời, tiếp,
tôi vô đây phát. Lại nữa à? Nữa này không cần sử dụng bướm luôn nha. Thiên lý nhã đồng ạ, nhìn xuyên tạo hiểu lại nữa à? Ồ, kiếp lắm đi. Này thì ôi đấy, cắn. Toàn ngay. Bé Thảo đâu? Được à? Hết đạn rồi nha. Ôi dồi. Lại mì. Này là con mấy con quái là cảm giác tôi bất tử anh em ạ. Bất tử. Ôi lại đạn. Hết đạn tới mì. Ôi 54 viên. Ôi 68 viên. Toạc rồi. Game này cho đạn hơi nhiều. Ê mà nó cho đạn nhiều khả năng gặp boss anh em ạ. À từ từ. Cái cửa này có gì đặc biệt không nhỉ? Sao không mở được nhỉ? What? À chúng ta phải bỏ cái gì đó vào đây à? Tìm vật gắn vào à? Ai xa. Nhìn giống cái bát quái đấy. Khả năng chúng ta phải đi tìm cái bát quái gắn vào. À nữa à? Nhà căng vậy? À nữa. Ôi dồi ôi, hiện nguyên hình. Ôi dồi ôi. Chỉ có đứng cho bắn thôi. À nó cũng còn xa xa này. Xa này. Đi chưa này. À ở đây nữa à? Ui xồi. Đạn là rất nhiều. Ủa nó treo xác này. Ôi trời. Ai xa. Trời làm gì đúng được. Lão. Ôi chạy. Ôi trời. Đi ngay. Đó cái gì đây? Một lá thư. Sát Long chọn tới những bé gái trong độ tuổi từ 13 đến 19, sinh vào ngày 15 tháng 9 và thời điểm bắt đầu lễ luyện cần rơi vào lúc 9 giờ ngày 9 tháng 9 năm bất kỳ có số 9. Sau khi chọn được vật tế và thời gian, thầy bùa sẽ tiến hành nghi lễ bằng cách nhảy múa, chiêu hồn quanh vật tế. Sau đó sẽ cần thực hiện những hành động gây đau đớn, oán hận, uất nghẹn và khiến các linh hồn vô tội này tích tụ nỗi thống khổ tột cùng. Để rồi ngay khi tất cả nỗi thống khổ được dồn nén hết những cái huyệt đạo ở đầu, thì pháp sư thực hiện ngay thao tác lấy đầu vật tế rồi đem chôn vào những vùng long mạch cần trấn hiểm. What the hell? Có nghĩa là bọn này lấy những cái đứa bé ở cái độ tuổi nhỏ để triệu hồi nó ra một con quái vật để bảo vệ khu này à? Vậy là những con quái vật mà anh em mình thấy từ đầu đến giờ là do một con pháp sư ở đấy, ông luyện từ những cái đứa bé, từ gái nhỏ, được không ạ? Cho nên chúng ta mới thấy được những con quái vật này. Ai già giờ mới hiểu nguyên nhân. Và chúng sẽ bảo vệ cái khu này khỏi những người mà xâm nhập vào cái chỗ này để bắt đấy, để bắt những người mà trồng xà cân đấy. Ôi dồi, tôi đi khu nào đây? Tôi mù tôi bịt này. Mà tôi hơi điêu nhá, mấy bé 19 tuổi. Tuyệt vời. 19 tuổi bé quá. À đạn. Ui xô, quên lấy đạn nhỉ. Ai xa. Quên lấy đạn.
Rồi, giờ đi đâu nữa? Ủa? Bây giờ còn đi đâu được nữa? Bên này nãy tôi vừa đi có đường đâu nhỉ? Có đường đâu? Đường tịt. Đi lại à? Có bắn nhầm phát nhá. Ở đâu? Tôi phải đi lấy cái gì đấy nhỉ? Tôi phải lấy cái gì chứ? Lấy cái gì đấy nhỉ? Lên trên á? Lên trên kiểu gì? Đâu, tôi phải lấy cái gì ở đây này? Phải không? Nó bảo tôi phải đi lấy cái bát quái mà. Cái bát quái đâu? Ở đâu? Lấy chưa? Tôi không thấy. Lên trên à? Đâu? Lên trên chỗ nào? Tôi chả thấy chỗ đường nào lên cả. Anh em cứ bảo lên trên. À đây. Ôi xổi, có cái đầu thang to đùng này. Mắt đùi. Vâng. Mắt với chả mũi. Đây. Nữa. Toàn luôn. Tiếp. Tối qua tôi không thấy. Đây là bật full sáng rồi anh em nhá. Ôi tôi ở đâu đây? À đây. Khả năng cái bát quái nằm trong này. Mở ra. Đây rồi, khiếp. Có một cái bát quái thì mới giấu trong này đấy. Gương bát quái có tâm lồi, giống như mai rùa, là công cụ hóa giải sát khí, xua đuổi tà ma. Khả năng chúng ta gắn xong cái này thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp một cái bọn yêu ma kiều địa kia nữa anh em nhé. Tuyệt vời. Gì à? Ngày này có DN chị Ngọc đi Vũng Tàu cô A. Không biết anh em ạ, này là tôi phụ thuộc vào admin nhưng mà đâu phải tôi. Cảm thư nhá. Ôi giời đốt. Ai chà, ở sau cái đằng kia là có đạn nha tôi chưa lượm nha. Ai chà, nghỉ ngơi phát. Nhà cũng chiêu nhỉ. Chàng trai ôm vết thương dài, lần theo dấu vết con để xót xa. Các anh em Dương cũng được đấy chứ. Rồi ngủ đi đâu đây? Anh hai ơi, anh dậy đi đập vịt với em đi. À vậy à em? Mơ à? Sao mình lại thức dậy ở đây? Nãy giờ chỉ là giấc mơ thôi sao? Ủa nãy giờ mơ à? Anh nói linh tinh gì vậy? Hay đây là em mơ? Em dậy ra đây chơi, kẻo em chờ nè. Thảo này, bé Thảo này. Anh top và cảnh báo dạ. Anh em nào mà tí nữa mà để đợi con ra ngay. Mà thấy tôi off stream trên top thì anh em nhớ lên du văn túp nhá. Có ông câu cá nào đây này. Chào chú. Cả nhà cậu đến đây để tham quan phải không? Dạ đúng ạ. Hồ Xuân Hương bình thường vẫn vắng như vậy hả chú? Dạ đúng rồi. Hồ Xuân Hương bình thường vẫn vắng như vậy hả chú? Mấy năm trước cũng đông đúc lắm. Ừ. Nhưng từ khi có một số chuyện kỳ quái xảy ra ở dưới hồ. À vậy à? Người ta không còn đến đây thường xuyên nữa. Có gì dưới hồ vậy chú? Chuyện kỳ quái là gì vậy chú? Cậu không nên biết thì tốt hơn. À, vậy nói gì chú? Làm tao tò mò. Nói luôn đi. Chú kỳ quá. À, có cái tờ báo, tôi đọc tờ báo cái. Hồ Xuân Hương và bí ẩn thủy quái à? Sự thật hay là chỉ là tin đồn? Đà Lạt vào ngày 15 tháng 5 năm 2000, đã lâu ở thành phố sương mù này, người dân truyền tay nhau về câu chuyện thủy quái hồ Loch Ness. À, Hồ Xuân Hương
cho đến khi những năm gần lại đây, một lần nữa tin đồn lan sang các tỉnh khác, trở thành tâm điểm. Ai da. Anh em nào ở Đà Lạt năm 2000, anh em cho tôi xác nhận là Hồ Xuân Hương có quái vật không anh em nhá. Tôi vừa đọc tin tức trên báo đấy. Cái gì đấy? Sử dụng hỗ trợ phím di chuyển, nhân vật để điều hướng thuyền. Nếu thuyền bạn chạm vào ranh giới, bạn sẽ bị thua. À, ok. Ấn Q với E để di chuyển. Ôi trời ơi, mẹ với bé Thảo đạp vịt. Vâng, mẹ đạp kiểu gì mà mẹ đạp xuyên qua mặt nước ấy kìa. À, what the... Tôi thấy mẹ kìa. Tôi thấy bà mẹ bà nhúng chân dưới nước luôn kìa. Để tôi đạp đi phát. Không đạp được à? À, ấn E. Rồi. À, đua với mẹ, đua với bé Thảo. Ôi giời ơi. Vô đây. Ấy da, mẹ đang lấy đà đấy. Anh em đạt 2-6 nhá. Vô đây, hai mẹ con vô đây. Úi giời ơi, mẹ cano à. Lái khó lắm. Vừa đi vừa lái vừa ấn Q với E để đạp anh em nhá. Mẹ khó quá. Ôi dồi ôi, Thảo lái cano hả em? Thì em chào anh ạ lần đầu đâu nhé. Cảm ơn anh em Panda. Ôi xa quá. Cách biển xa quá. Thảo với mẹ đi cano à, đạp vịt cái gì mà nhanh vậy? Hiểu. Là đạp vịt chưa? À, là đạp vịt dữ chưa? Rồi ơi. Không đạp nhanh lên được. Kraken à? Hả? À? Cô này con Kraken à? What the hell? Đã đạp chậm thì cố rồi, còn bị quay vật ăn nữa. À, mơ. Ôi dồi ôi, mơ. Tất cả chỉ là mơ thôi. Hèn gì mẹ với em. Cứ như là phản lực, cứ đi như là ao như cano vậy. Rồi để tôi thì sao chỉ là mơ thôi. Rồi quay về cái cánh cổng để gắn vào cái kia thôi anh em. Ủa game này mà làm không có thể lực thì hay nhỉ. Ừ, hãy gắn thêm cái thể lực, tự nhiên nó đang đi cứ phải dừng lại. Bắn anh em Minh Quân nhá, quả súng này có gắn đèn pin nữa thì tuyệt. Rồi, ok rồi, gắn bắt quái vào là mở cửa. Ồ, đáng lẽ con bướm nó phải bay trước tôi, đằng này toàn bay sau tôi. Vâng, ánh đèn toàn bay đằng sau. Thứ nhìn đằng trước thì muốn nhìn thì không nhìn thấy được. Cảm ơn anh em Minh Quân nhá.
Đi đâu đây? Đây là trường đại học Đà Lạt đấy anh em. Nếu tôi không nhầm. Rồi. Ôi, ra ngoài đây cái mượt mà luôn này. Hỏi người dân về thông tin của cô gái trong bức ảnh. À? Có à? Bức ảnh nào? Bức ảnh nào vậy? Ủa, tôi bỏ sót cái gì hả anh em? Tôi bỏ sót cái gì vậy? Bức ảnh nào? Hả? À? Cảm ơn anh à, ai hi hi. Ờ, nãy giờ có lượm được bảy ảnh ở đâu nhỉ? Ờ, tôi đã lượm được một cái gì đây? Cái tờ giấy này. Rồi cái sạc cân này. Mì đạn rồi cái treo mà nó có thấy cái người bức ảnh nào đâu? Nó cứ đi hỏi phát. Làm theo game phát. Ôi, ra ngoài đây sáng sủa quá. Ai da. Cái này chặn đường mất tiêu rồi, khiếp. Ồ, đẹp nhỉ. Cái hồ này là kiểu như là... Cái hồ này ở gần đèo. Chứ không phải hồ Xuân Hương anh em nhá. Mẹ ở gần đèo. Friend. Cảm ơn anh em, tớ là Banda đây. Hello A, em mới thi toán xong A, cho E cái động lực để đi check đáp ấn đi A. Ôi, đừng có check anh em ơi, đợi phát điểm đã đi. Ừ, check tâm lý lắm, anh em nhá. Vô đây à? Tôi vô đây phát. Không vô được, cảm ơn anh em Minh Quân. Nữa này à, gần hết sen rồi à. Ôi dồi, hết sen rồi anh em nhá. Ừ. Uầy, cái gì mà tối, bên này tối đen như mực vậy? Cảm ơn anh em Xuyên, cảm ơn anh em Minh. Đi ra chỗ nào đây, cà phê à? Cái gì đây? Chìa khóa kỳ anh. Tuyệt vời. Có cả ông kỳ anh ở trong đây nữa ạ. Ờ, danh tiếng sửa khóa vàng xa quá. Ờ, anh em nào không biết là kiểu top top cơ kỳ anh hay kiểu như là làm content về mở khóa đấy. Ôi giời ơi. Hello, hello G. Hello G. Úi giời. Úi giời. Úi giời, không làm gì được. Ây à. Không vô được à? Ờ, không vô được, tuyệt vời. Vậy không phải chỗ này rồi. Chỗ khác, chỗ khác. Bắn luôn à, rồi anh em ác thế, độc ác thế. À, chứ kia có nhà nữa. À, giờ ở đây có cô chăn chăn ngựa này. Ôi, bên top top cảnh báo lắm thế. Hiểu ở đây game có gì đâu cảnh báo. Sao vậy? Dạ. Cô ơi cho hỏi. Cô ơi, cho hỏi. Cô biết người trong tấm hình này không? Tôi không muốn nhắc về chuyện đó. Cậu tìm người khác mà hỏi. À vậy hả cô? Dạ. Cậu ra tìm người khác hỏi ngay. Mình lịch sự với cô mà cô không lịch sự quá. Cô hơi bất lịch sự. Nói cô không biết. Cháu có thể tìm người khác nhé. Ui giời, có bị nhận thương không? Hả? Nhà ai đấy? Một ông nông dân, ông đang cuốc đất này. Chào bác. Ôi, hồi nay tôi tới là bác mặc áo trắng, bây giờ tôi tới cái mặc áo xám. Tuyệt vời. Xin lỗi chú. Xin lỗi chú. Cho tôi hỏi, chú có biết người trong tấm hình này không? Ờ, nhìn giống như là con bé Linh. Nó mất tích cách đây mấy năm rồi. Ờ, mà sao cậu lại có tấm hình này? Dạ, cũng không có gì. Dạ, cũng không có gì. Chú có biết nhà cô ấy ở đâu không? Cậu đi hỏi bạn của nó thử xem. Con bé Nhung học chung lớp với nó. Nhà ở phía đối diện bên kia kìa. À, vậy là có một người quen cái người tên Linh. Vậy là khả năng cái người tên Linh này là chính là con ma ở trên lúc nãy, lúc trước lại nó đi theo anh em mình. Anh em nhá.
Cảm ơn anh em Út Diêu và hội viên nhá. Khả năng là con ma mà đi theo mình là chính là Linh. Nhưng mà tôi chưa thấy cái hình đâu cả. Game vô lý. Ít nhất phải cho người ta cái hình người ta xem chứ, hôm nay không biết hình đâu. Hoặc là tôi chưa lượm được cái hình đấy nhưng mà game vẫn tiếp diễn. Đâu chú ơi? Tự nhiên có thằng nào nó cầm súng nó cứ đi lông nha lông nhông rồi nó đi hỏi anh em. Ở Việt Nam có ai hỏi phải không? Thằng nào cầm súng lục này nó cứ đi lông nha lông nhông này. Dung ơi, em ở đâu Dung ơi? Đi hỏi cả làng mặt cười. Cảm ơn anh em phone an rồi nhá. Dung ơi, bạn Linh, Dung bạn Linh. Hỏi Dung ơi, có nhà không Dung ơi? Đâu không mở cửa. Đang sau nhà xem có ai không? Tuyệt vời, không có ai hết. Hôm nay chú bảo là đối diện nhà chú ở đâu rồi? Chả có thấy ai đâu. À trên đây à? À đây. Mình sẽ đối diện nhà chú. Đấy. Ủa nhà Dung to thế mà gõ cửa phát nào. Nhà Dung nhà giàu. Tuyệt vời, không mở cửa được. Có sau nhà không Dung ơi? À đây à, ui dồi đúng là con nhà. Ui dồi công chúa à. À dạ, chào em. Cho hỏi bạn có phải là bạn của bạn Linh không? Cho hỏi, bạn là bạn của Linh phải không? Anh là ai? Sao anh lại biết nhà tôi? À tôi hỏi người xung quanh. Tôi hỏi mọi người xung quanh đây thôi. À cho tôi hỏi, đây có phải là hình của Linh không? Đúng rồi, anh tìm Linh để làm gì? Cô ấy đã mất tích rồi phải không? Hay là cô ấy biết nhà, cô có biết nhà của cô ấy ở đâu không? Anh em như tôi đã bán phát nào. Khả năng 22 ending đấy. Cảm ơn 2K6 nha. Anh em đạt 2K6 nhá. Chắc chắn là Linh mất tích thì anh em mình hỏi làm gì nữa, đúng không? Đúng không? Linh mất tích thì chắc chắn rồi. Cái con ma đấy là cái vong hồn của Linh. Chắc chắn là nó mất tích rồi. Anh em hỏi nhà chứ, đúng không? Hỏi nhà Linh đâu em? Cô có biết nhà cô ấy ở đâu không? Kể từ ngày Linh mất tích, bố mẹ Linh cũng đã dọn đi nơi khác ở rồi. À, vậy à. Vậy Nhung còn biết thêm thông tin gì nữa không Nhung? Như là số điện thoại của em. Đó. Vậy Nhung còn biết thêm thông tin gì về Linh không? Tôi cũng không rõ nữa. À, thật ra thì từ hồi Linh mất tích, thỉnh thoảng tôi cũng có một giấc mơ lạ. Khung cảnh ngày xưa ở trường, tôi xuất hiện trong giấc mơ. Linh vẫy gọi tôi lên trên đỉnh tháp của trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Đỉnh tháp ở trên trường cao đẳng Đà Lạt. Tôi không dám lên đó một mình. Hay anh thử lên trên đó kiểm tra xem sao. Em đi chung không? Giờ hai mình rồi nè. Đi không em? Được rồi, để tôi đi. Cảm ơn em nhé. Được rồi, để tôi đi. Cảm ơn cô. Cảm ơn anh em .. À, chúng ta tới đường cao đẳng sư phạm Đà Lạt anh em nhé. Tôi nhớ trường đại học mình nhỉ. Sao bây giờ lại cao đẳng sư phạm Đà Lạt nhỉ? Anh em ở Đà Lạt cho tôi xác nhận là cái trường đó là trường cao đẳng hay trường đại học vậy anh em? Nhớ là trường đại học mà nhỉ. Mà đường nào em ơi? Trời ơi, em không được cái bản đồ sao tôi biết đi đường nào? Ở đây rồi, đây rồi. À không, bên đường này bịt rồi, bên đường này bịt rồi, đi bên kia. Ở cao đẳng à? Tôi lại cứ tưởng là đại học. Rồi cái trường màu hồng hồng đấy anh em. Thường thường là anh em nào lên Đà Lạt lên đây chắc chắn là phải check in chỗ đấy. Chỗ đẹp, được không ạ? À tôi nhớ là cũng phải đi lên mấy cái đồi như này này. Mới tới chỗ này này. Ôi giời, làm đường cũng giống đấy nhở. Nhưng mà bây giờ chỗ này là nó rất là nhiều nhà anh em nhá. Tôi đi gần đây thì xung quanh chỗ này rất là nhiều nhà rồi. Không còn kiểu như là hoang vu như bây giờ nữa.
Này là năm 1900 bao nhiêu đấy anh em nhá. Nhớ mà anh em rem. Tới chưa? Ui thì xa thế. Con ngựa đi thì hay. Đây rồi, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Cổng bị khóa, mình cần tìm đường khác để vào. Leo vô thôi. Đây này, bắt cua qua. Ui dồi, thanh niên mà cái tường này không qua được. Đàn ông đàn ngang cái đường, cái tường cũng siêu không qua được. Ở đây. Ui. Rồi cái bậc này nó cao ngang cái tường thì mày nhảy mẹ qua tường đi chứ mày leo cái bậc rồi mày leo qua tường chi vậy? Hả? Vấn đề không? What the hell? Thả cái bậc nó thấp một tí đi anh em phải không? Để anh em mình bước như cái bậc thang á. Mình đi qua. Thả cái bậc. Mà cái bậc nó mang ngang cái bức tường. Vâng. Thì tôi trèo mẹ cái tường qua. Game. Ôi giời ơi, trước kia tôi nhớ là gần đây nhất tôi đi là tôi chụp ngay đây này. Chụp hình ngay đây này. Đấy, chụp hình ngay đây này, chỉ lên trên này. Ôi giời ơi. Ôi đẹp dai được không ạ? Trường học gì mà vắng ấy nhỉ? Hè à? Mà đi đường này đúng không? Đi đường nào? Em khi em bảo là phải leo lên đỉnh. Mà leo lên đỉnh nó chặn rồi, sao leo lên đỉnh kiểu gì? Leo lên đỉnh cái kia, phải không? Đi đường nào nhỉ? Đây có dây điện, dây đổ gì đây? À! Ôi sỏi ơi! Ôi sỏi ơi! Ôi sỏi ơi! Rồi chúng ta sẽ nối dây điện ở đây, đâu đây? À, sao có cả máy nâng nữa à? Rồi, tít. Ây à, hiện đại nhở? Cảm ơn anh em đạt đã có 6 nhá. Ôi da, hiện đại ác đấy chứ. Rồi leo nóc rồi. Em giấu cái gì mà giấu trên nóc nhà vậy em ơi? Linh ơi Linh. Bây giờ anh em phải tìm rõ tại sao Linh lại chết. Anh hiểu không? Tại sao Linh mất? Lý do gì Linh mất mà lại đi ám tôi? Sao vô duyên vậy Linh? Rồi em giữ cái kỷ niệm kỷ niệm gì trên đây hay là cái gì trên đây đây? Hả? À? Tiếp. Cao vậy? Ây da. Cái gì đây? Hình gì đây? Ôi dồi ôi, Linh xinh thế. Khung ảnh hình Linh đứng chụp với một người đàn ông. Sao người này giống tên cảnh sát mình gặp ở hiện trường vụ án quá vậy? Phải quay về hỏi để chắc chắn mới được. Ôi dồi ôi, thằng cảnh sát. À, thanh niên cảnh sát. Ôi dồi ôi. Ôi, Linh, đây là Linh. Còn thanh niên cảnh sát này là thanh niên mà bảo là em của tôi là chết cháy rồi đấy. Ôi dồi ôi, cảnh sát tung tin bậy rồi. Ôi dồi ôi, bây giờ là cảnh sát là hung thủ này. À. Không bị gì hết. Tôi tưởng tao bảo đến đây rồi. Rồi. Tại sao lại cảnh sát lại tham gia phi vụ buôn bán xà cân, thêm cả là sát hại Linh thế này? Toàn này phải cho ra ngô ra khoai mới được. Cảm ơn anh em đã đây có 6 nha. Cảm ơn anh em Minh. Đi xuống cái, nhảy xuống chết không nhỉ?
Thôi đi đấy. Bằng đấy anh em ạ, mất máu đấy. Anh em này có máu mà. Mà có phải xuống không nhỉ? Chắc phải đi hỏi. Đi hỏi Dung cái. Đi hỏi Dung đấy anh em ơi. Ông đang Khánh ác quỷ nhá. Đi hỏi Dung cái. Xem Dung có biết là người đàn ông này là ai không. Khả năng Dung biết đấy. Chắc ban nông dân nó bao không biết đâu. Nhưng mà chắc là Dung biết. Chắc Dung biết là người cái người đứng chung ảnh với Linh là ai. Chắc bầu Linh. Cảm ơn Khánh ác quỷ nhá. Ôi dồi ôi. Đâu rồi, chào cơ. Chào. Thôi. Đấy, nó phải nét vậy như. Đi. Đâu ạ. Rồi cái chỗ mình đi ra chỗ nào vậy? À đây. Giờ để quốc bộ về. Ủa. À. Hai cái à? Tôi tưởng là cái chỗ nhảy lên là nó từ bên kia nó lại sang bên đây. Ôi cảm ơn Khánh ác quỷ nhá. Ui dồi ôi, bao nhiêu bông hồng. Ác. Điều tra manh mối anh em ạ. Anh em bắt đầu là viễn cảnh là trinh thám rồi đấy. Nhá. Nhà Dung đâu ấy nhỉ? Bây giờ tôi đi, khả năng là tôi quên nhà Dung rồi. Đúng chất là Đà Lạt luôn. Đà Lạt kiểu gì anh em đi lên chỗ mấy chỗ này là kiểu gì nó cũng tương xương như này đây. Tầm từ buổi trưa sẽ không có. Nhưng mà tầm chiều tối hoặc là sáng sớm cái gì đấy. Chỗ nào đấy? À. Không vô được. Hỏi Dung đấy. Ôi nó mà Khánh ác quỷ. À. Thì anh có CSS Minecraft cô anh MMS TXG muốn CSS hỏi cô BT anh có CSS cô. Không phi nhá. Rồi cái tiếng nước nào đây? Viết hẳn hỏi ra anh em ơi. Không chơi Minecraft anh em nhá. Tôi không chơi Minecraft. Nhà Dung mà đâu ấy nhỉ? Nhà Dung to lắm. À đây chơi đây. Đấy hỏi Dung cái. Cảm ơn Khánh ác quỷ nhá. Yep. Biết nhà Dung đẹp này. Ngồi trong nhà. Ra ngoài sân ngồi ngắm gì cũng biết. Chào em. Đã gặp em rồi. Tôi tìm được tấm hình này trên đỉnh tháp. Ừ. Cô có biết người đàn ông trong bức ảnh này là ai không? Cô biết không? À, người này tên Tuấn. Tuấn là bạn trai của Linh. À. Anh ta làm công an trên tỉnh. À. Linh rất yêu quý anh ta. Toreska. Cô có biết hai người này chụp ở đâu không? Thế cô có biết chỗ hai người này chụp ở đâu không? Tôi không nhớ rõ. Nhưng chỗ này nhìn quen lắm. Ở vùng này có ông thầy cúng biết rất nhiều thứ. À. Có thể ông ấy sẽ giúp được cậu. Thầy cúng à? Vậy tôi phải đi đường nào để tìm được ông ta? Trên đường đến trường, cậu có thấy một cánh cổng nằm phía bên phải không? À thấy. Đây là chìa khóa để cậu mở cổng. Ok. Đi thẳng theo con đường đó là đến nhà ông ấy. Cảm ơn Dung nhưng nhá. Nhưng cậu phải hết sức cẩn thận đấy. Dạ. Người ở đây chỉ đi vào đó khi trong nhà có người mất thôi. À vậy à Dung. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Ok, chúng ta sẽ đi tìm thầy cúng anh em nhá. Khả năng là lúc đấy là vô trong thầy sẽ khai triển lãnh địa để nói cho tôi biết vị trí của Dung. À vị trí của Link. Anh em nhá. Cảm ơn anh em Trương tặng 10 HKS là cái gì? Ôi HKS là cái gì? Ôi giời ơi, tặng em HKS vậy anh em. Cảm ơn Khánh nhá. Ôi giời, thêm quả Khánh nữa. Đường nào ấy nhỉ? À đường này. Chỗ nạp thêm mà. Ôi cảm ơn Khánh. Ai mà cũng như Khánh thì tôi một ngày tôi nghỉ sẽ truy mất. Tới xem thầy cúng thầy củng như nào. Biết đâu lại tóc trắng lại bịt mắt đây thôi toang luôn được không? Đây khả năng đây. Em Dung em đưa chìa khóa cho tôi chắc em vào đây rồi. Rồi vô luôn. Gì vậy? Vô mà còn có nhạc nữa hả? Cảm ơn anh em tờ rút nha.
anh phá đảo em cho một củ à? Một cái mồm thôi. Thầy cũng có vô hạ hạn cô anh. Khả năng có đấy anh em nhá. Ừ, không phải thi chuyển thuật pháp các kiểu đâu mà đại suy. Em thầy cúng này biết nhiều thứ lắm. Ừ. Khả năng thầy cúng là nhiều chuyện, đúng không ạ? Cho nên mới biết nhiều thứ. Không sao mà biết nhiều thứ được. Cẩn thận nhá. Ôi thầy cúng chỗ nào sương mù không này? Tôi thấy sợ rồi nha. Cảm ơn Nguyễn Đức Huy. Anh lấy súng của anh bắn con ma đi, anh xem nó chết không ạ? À? Mặt cười. Ông Nguyễn Đức Huy nhá. Ơ tôi chưa gặp. Tôi gặp tôi bắn luôn này. Ơ đi vô đây rồi sao nữa? Ờ what? Đi đâu? Ghẹm. Ơ what? Ủa đi đâu vậy? Nhấn mặt à? Có e kìa. Đâu e? Đâu e? Đâu làm gì có e nào? E nào anh em? Đâu anh em ơi, tôi anh em bảo ở đây đây. Ui giời ơi, thì ra là phải tháo dây ở đây nữa. À đấy, lúc đấy cửa mới sập xuống. Nó mà không hiện e tôi chắc tìm sáng mai. Rồi đi bên nào đi trời, bên nào sáng cứ đi. Không, bên này sai rồi. Cảm ơn anh em chuông chuông. Ôi là Khánh lại quay lại rồi. Ôi, cảm ơn Khánh ác quỷ nhá. Ác. Ác thiệt. À. Giờ hơi nhạc gì đây? Từ từ tôi lượm mà. Ôi 85 viên, 99 viên, 113 viên đạn. Tí nữa chắc quái là khóc thét với tôi. Được không ạ? Thương tôi là bố anh em nhá. Ừ. Phạm Thị Minh à? Ôi trời, toàn Phạm Thị Minh không này. Ôi bà này được được hẳn hai mộ. Bù cà. Vâng. Vâng, lại Phạm Thị Minh. Tuyệt vời. Lại Phạm Thị Minh. Vâng, đất này của bà Phạm Thị Minh anh em nhé. Đất này của bà Phạm Thị Minh. Cảm ơn Khánh ác quỷ nhá. Ờ cho nên là bà thích làm bao nhiêu mộ cũng được, được không ạ? Và ông Bùi Đê Cà. Gì đây, chuông gió nữa à? Thường thường là mấy cái chuông gió này là hay hút quỷ hút thần đúng này. Ờ hút quỷ hút ma lắm này. Cho nên anh em là hạn chế đeo trong nhà, được không ạ? Bùa trừ tà ma. Lá bùa này thường dùng để xua tuổi tà ma, nhưng không xua đuổi được các. Đang đọc nhá. Tôi đang đọc. Vào hết đây. Vào hết một thể đây. 100 viên. Không là gì. Đang đọc mà tấn công này. Tấn công này. Đừng có mơ này. Này. Vô đây có bao nhiêu con vô đây hết. Chạy à? Chạy mà kịp. Chạy mà kịp. Còn con nữa đâu? Đâu đây.
Ông ra tao tìm luôn này. À đây. Ông ra tìm này. Đâu nữa? Ủa hết rồi à? Ê chưa mà vẫn còn nhạc ấy nhỉ? Hết rồi. Tôi đọc tiếp cái. Lá bùa này thường dùng để xua tuổi tà ma nhưng không xua được cả các oán hồn đã bị nguyền rủa, sai khiến là mang uất hận. Trên đầu lá bùa có chấm đen kỳ lạ. Chấm đen à? Bốn chấm đen à? Bốn chấm đen. Một chấm đen. Năm chấm đen. Hai chấm đen. Sáu chấm đen. À, vậy là thứ tự à? Thứ tự gì? Đây, miếng mỏng gì đấy? À, đây rồi. Chúng ta phải đi vô trong cổng, những cổng như này theo thứ tự này anh em này. Thứ tự đi theo thứ tự. Vàng. Số 2 đâu rồi? Lần đầu đâu nét mặt cười. Các bạn anh em mình ơi, lần đầu đâu nét mặt nó chiến vậy. Vàng xanh. Số 3 đâu? Vàng xanh vàng đỏ vàng đỏ. Ok chưa? Vàng xanh vàng đỏ vàng đỏ. Vàng đâu rồi? Vàng xanh vàng đỏ vàng đỏ. Are you understand? Ok anh em. Ủa đây. Hèn gì vẫn có nhạc. Đây rồi. Ôi tu. Úi giời ơi. Suýt nữa thì không đập mấy cái thùng cái bịch này. Ây. Lượm ngay. Vàng này. Rồi. Chúng ta lại chuyển ra đâu đây? Từ. Ủa. Ở đây xanh luôn này. Vàng xanh đúng không? Xanh luôn này. Xanh. Vàng. Vàng tiếp. Vàng đâu? Vàng đằng kia. Không, đằng kia xanh. Vàng đằng này. Vàng xanh rồi. Vàng đỏ. Vàng. Đỏ đúng không? Đỏ bên kia. Đi sai nữa thôi này. Đó. Vàng. Vàng ngay sau lưng à? Vàng đúng không? Bây giờ là vàng đúng không? Vàng đỏ đúng không? Chuẩn rồi. Vàng. Lại đỏ nữa là xong. Ôi xời. Đúng không biết. Cảm ơn, đúng đi trời ơi. À, đúng rồi. Qua rồi. Ôi xời ơi. 10 điểm không có nhưng. Cảm ơn Pimmer, cảm ơn anh em Khánh nãy nhá. Biết còn hay không? Rồi. Ôi đạn, ôi đạn, ôi dồi ôi, lại đạn. Tuyệt vời, 87 viên. Nha.
Game này không được cái nào là được cái nhiều đạn anh em nhé. Cạo một điểm. Không lo về đạn. Oh shit, điên nào. Nhầm đường à? Ê, nhảy xuống đây có quẳng không vậy? À không. Rồi cái tiếng nhạc đó nó nổi lên. Rồi trái phải luôn. Khiếp, ông thầy này ông nằm trong cái khu nào vậy? Ở đâu? Cái này giống cái tao quen lắm nha, hình như tao vừa gặp nãy nha. Phải tít đường anh em. Phải tít đường. Đây rồi. Ôi dồi ôi, nhà khiếp, nhà pháp sư. Pháp sư. Tuyệt vời. Đến đây hỏi thông tin mà thôi mà leo đèo cho lội suối ác quá. Ông này ông trồng lá đu đủ à? Lá gì mà giống lá đu đủ vậy? Pháp sư hay phù thủy đây? Ông có một cái cây đàn guitar, đời sinh viên có cây đàn guitar. Ok. Có ai ở nhà không ạ? Ủa, chào chú. À, cháu là ai? Cháu à? Chào bác. Chào bác. Cháu là... Cháu là bạn là... của Linh. Bạn của Linh. Dạ. Yeah. Cháu tìm tôi có việc gì? Cháu tìm tôi có bác việc gì? Bác có biết bức hình này được chụp ở đâu không? À, cháu này tôi biết. Là trời hoang nằm ở dưới bờ hồ. Lại đây tôi chỉ cho coi. Nhưng tại sao cháu lại muốn đến đó? Tại sao cháu lại muốn đến đó? Thực ra thì... Trời ơi, con bé nó dễ gần lắm. Dễ hả bé? Tội nghiệp nó. Dạ. Nó mất tích cách đây 3 năm rồi. Dễ hả bác? Lần đó tôi đang trên đường đi chặt củi. Dạ. Thì thấy nó cãi nhau với một người đàn ông ngay dốc đèo bờ. À, cái nhỏ bạn trai à bác? Ta bực tức bước vào xe và lái đi. Dạ. Lúc đó tôi thấy con bé bất ngờ lao ra chặn đầu xe. Dữ vậy à bác? Rồi bị tông ngay sau đó. Ghê vậy bác? Màu mè chảy khắp người. Trời đủ. Ghê lắm. Dạ. Chẳng biết mà. Tôi sợ. Chạy đi tìm người tới giúp. Dạ. Nhưng mà khi quay lại thì tất cả đều biến mất như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ok vậy bác? Chuyện này tôi có đem kể với mấy anh công an. Dạ. Thì họ bảo rằng tôi bị hoa mắt nên tưởng tượng ra thôi. Ừ. Đôi khi bác hoa mắt thật. Phải vậy. Ừ. Cháu biết. Linh đã mất tích cách đây 3 năm rồi. Dạ. Nhưng bác có nhớ vào ngày nào không? Nhớ chứ. Hôm qua cũng là ngày nó biến mất đó. Cái cảnh mau mè đó làm sao mà tôi quên được. À. Kể từ đó tôi không dám đi qua dốc đèo Bờ Ren nữa. Dạ. Yeah. Nơi đó cứ như bị ma ám. Dạ. Yeah. Trước giờ nhiều vụ tai nạn xảy ra chỗ đó lắm. Dữ vậy hả bác? Người dân phải lập cái miếu thờ bên cạnh đường. Dạ. Yeah. Nhìn nó không mắt. Bác có cái bùa ngại gì cho cháu mà đi đường cho đỡ bị quái nó giết ông bác hả? Đi hết đoạn cáp treo này sẽ tới. À dạ. Ngày trẻ tôi hay trồng rau trồng hoa dưới đó. Dạ cháu học không học cái đó bác ơi. Cách này để đi cho nhanh. Dạ. Nhưng cậu nhớ cẩn thận đó. Chỗ này bỏ hoang, ít ai đến đó lâu rồi. Dạ. Để cho bác cháu đi nhá. Ủa? Vâng, tôi tưởng là tôi tới đây là tôi bác pháp sư này sẽ cho tôi phép thuật gì đấy hoặc là một cái bùa gì đấy để tôi còn đối chọi với khả năng là trùng cuối. Nhưng không, ông pháp sư này ông nhiều chuyện, ông đi ngang qua cái chỗ mà Linh bị bạn trai đâm chết, ông đấy là ông biết thế thôi. Có con mèo này, hello.
Ông đi ngang qua thôi anh em ạ. Tôi lại cứ tưởng ông biết cái gì đó hay ho. Có đạn không? Không. Gì đấy? Thác à? Đây, ông bảo là ông hay đu xuống đây để ông chăm rau ở dưới này. Tiếp. Ngày nào ông cũng đu à? Tiếp. Tuổi già sức yếu vẫn đu như này xuống để chăn rau ở dưới. Ác thật. Không biết rau bao nhiêu ký. Cái gì đấy? Thế tới nổi nhà thôi. E xem anh like 2 năm hát MXBT cách donate mà hát càng coi anh like e càng nghiện chúc à buổi tối like VV nhá. Cảm ơn anh em Nguy Duy nghiện Free Fire. Ôi 101 viên đạn rồi anh em nhá. Xưng tôi là bố, được không ạ? Quái mà gọi tôi là bố rồi. Mấy cái lồng này là cái lồng mà người ta hay trồng cây trong này, trồng dâu đấy anh em. Đi vô đường này được, đi đường nào? Bên này à? Tuyệt vời! Đừng tin! What the hell is that? Đây à. Là đây tao. Còn hai con trong kia. Chết này. Ra đây. Giỏi ra đây. Quảng luôn. Này thì múa nữa đi. Còn không? Đồng bọn đâu? Tức tuổi ngay. Ai da. Đập 3-4 phát hụt. Không cần bật bướm luôn anh em hả? Thừa thãi. Bắt cho chắc, diệt cho nhanh. Đấy. Không kịp xước phát đảo luôn, vô đây không xước phát đảo luôn. Bố đời thế chứ. Đâu rồi, em tôi đâu? Thảo tôi đâu? Chúc anh và mọi người trên live buổi tối vui vẻ. Mấy em xin đi ngủ trước, mai đi làm à? Ôi giời, đi làm sớm thế anh em. Bây giờ mới có 10 giờ. Thanh niên là tôi, trước kia tôi đi cũng đi làm. Nhưng mà tôi tầm 11 giờ tôi mới ngủ. Sáng ra 6 giờ sáng vẫn đi làm, 5 rưỡi sáng mới đi làm bình thường. Anh em ngủ sớm thế. Ngủ sớm là bỏ lỡ rất nhiều thứ anh em nhá. Đôi lúc là buổi đêm là thường thường là nó xảy ra rất nhiều thứ hay ho. Chúng ta ngủ phát thì chúng ta bỏ lỡ, được không ạ? Rồi chúng ta đi qua cái căn nhà giữa cái hồ à.
vẫn chưa thấy mẹ với bé Thảo đâu. Ok. Quái nghe sợ ngay rồi. Mở cửa. Có em nhau. Ủa có gì không? Không. Con nón lá này. Úi xôi đậm chất Việt Nam nhá. Đèn dầu có một lá thư ở đây. Anh yêu thương. Úi dồi. Thư của Linh à. Đêm nay em không chợp mắt được. Trong lòng em cứ lo lắng không nguôi. Khi đặt bút, em đã suy nghĩ rất nhiều mới đủ can đảm viết trên những dòng thư này. Có lẽ khi anh đọc được sẽ có chút đau lòng, một chút hờn ghen, một chút tức giận với cô bé sinh viên khờ dại như em. Em xin lỗi vì lúc em vô tình biết được những việc anh làm. Em đã không đủ sức để giữ bình tĩnh mà nói những lời cay đắng với anh. Mong anh đừng giận em nữa. Em cũng biết rằng việc thừa nhận sai lầm gây ra không bao giờ là dễ dàng, nhưng em tin em là người em yêu, lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu bên trong con người anh. Em tha thiết khuyên anh bằng tất cả tình yêu và sự chân thành em có, hãy dừng lại và những con đường phạm tội này, dẫu biết đã quá muộn màng, nhưng em sẽ chờ đợi anh. Ây da. Vậy là Linh biết. Tấn spay rồi mà. Đầu thì game lag mẹ. Game lag mẹ rồi. Khốn nạn. Vậy là Linh biết được những cái gì mà thanh niên Tuấn làm đấy. Thanh niên Tuấn là kiểu như là ở trong cái đường dây là buôn bán sạc cân. Cho nên là Linh là không muốn là bạn trai mình. Anh hiểu không? Linh là không muốn là bạn trai mình là đi theo con đường đấy. Cho nên là khuyên ngăn. Chúc à buổi tối vui vẻ, em đi ngủ đây, mai em xem lại. Ôi cảm ơn follow à, ăn trồ nhá. Ừ mai xem lại nhá, nhớ nhá. Ừ. Mà bạn trai là quyết là vẫn phải là nghề này đúng không ạ? Cho nên là đâm Linh lao xuống vực. Linh chết. Sau đấy là hiện hồn lên báo thù tôi. Linh thật vô duyên. Tự nhiên báo thù bạn trai thì không báo thù. Thằng bạn trai vẫn sống nhởn nhơ ở ngoài kia. Trong khi tôi tự nhiên tới đây bị Linh dí. Hiểu. Các bạn em sinh đôi nhá. Đừng có lạc nữa nha. Cái gì đấy, đập không ra là sao? Ôi xổi ôi. Được chưa? Nó còn có 50 viên. The fuck? Hồi nãy còn 100 viên mà vậy? Donate lần cuối bài a. À. Em ăn full lần em rồi. Tôi ăn giữ spy nè. Rồi tôi ăn liên tục spy cũng không được anh em ạ. What the fuck? Vẫn ăn mấy cái này được này. Sao nữa đây? Yêu yêu game hay là không đọc thư nhỉ? Không đọc thư là làm sao có thằng nó chém tôi được. Game này thấy lỗi đây. Vẫn còn lỗi đây, không phải không lỗi đâu. Về một con lỗi nhá. Bật bướm á. Không, cái này như là phải đọc thư. Phải đọc thư thì anh em mới kích hoạt được cái kia.
Yêu hiểu ghiềm vừa vã vẩn. Lỗ lên lỗ xuống. Tại sao nhà làm game không rời lịch làm game lại nhỉ? Tầm giữa năm là ra là đẹp. Mình fix thì mình fix cho nó thoải mái. Tung hấp háp hối. Cuối cùng lỗi tè le. Để cho tester người ta test cho nó hoàn chỉnh game cho nó đầy đủ. Tung ra phát là ngon lành luôn. Còn nếu có lỗi thì ít lỗi. Đã đây luôn. Thằng nào úp xó tao. Chú vậy. Đấy này phải vô đây đọc lá thư. Tôi ăn ESC nó bị lỗi thì tôi ăn thử cái này coi. Không ấn spy nha. Không ấn spy. Vâng. Game. Mày là ai? Mày giống mẹ em gái tao đâu? Nói. Tao không biết. Thả tao ra. Mày đi rồi. Nói mau. Mẹ và em gái tao đâu? Đúng rồi. Tao không biết. Tao chỉ làm cái mệnh lệnh thôi. Ôi bom. Cái khúc đấy là không ấn spy anh em hiểu không? Mà không hiểu sao tự nhiên game lại hiện chữ spy lên. Không hiểu game ạ. Đề nghị nhà làm game xóa nút spy hộ tôi gái. Tuấn là người đã gây ra cái chết của Linh. Sao anh ta có thể tàn nhẫn đến như vậy? Đúng rồi, Tuấn giết Linh mà. Cô ta đã biết vì vụ làm ăn phạm pháp này. Đúng rồi. Nên Tuấn đã giết người diệt khẩu. Đúng rồi. Nhưng tại sao cảnh sát lại bảo cô ấy mất tích? Có lẽ nào Tuấn đã giấu xác Linh ở dốc đèo Brent ư? Đúng rồi. Hèn gì cô ta liên tục gọi mình quay lại dốc đèo đó. Không lẽ thi thể Linh vẫn còn nằm đâu đó? Mình phải quay lại đó tìm bằng chứng mới được. Như vậy mới tố cáo được Tuấn để cứu mẹ và em gái. Đúng rồi. Let's do it. Cháy rồi. Ủa sao tôi ở đây vậy? Alo, ai đây, ai gọi em, nhà này em Moshi. Hello. Alo, mày đã xử lý được thằng đó chưa? À. Mày là Tuấn phải không? Tại sao mày lại bắt mẹ em gái tao? Mày đang giấu họ ở đâu rồi? Đâu rồi? Tao đã biết tất cả mọi chuyện. Cả căn hầm mà mày dùng để trồng cần sa và việc mày giết Linh diệt khẩu. Yes. Tao đã có đủ bằng chứng để tống mày vào tù. Nếu như mày không thả mẹ và em gái tao ra ngay lập tức. Đúng rồi. Được lắm thằng ranh con. Mau cầm bằng chứng đến đây gặp tao. Tao sẽ thả mẹ và em gái của mày ra. Được rồi. Mày muốn gặp ở đâu? Muốn gặp ở đâu? 12 giờ đêm nay, ngay tại ga Đà Lạt. 12 giờ ngay tại ga Đà Lạt. Sống chết. Không ghi không hay không về. Ok. Ok, chúng ta sẽ có một cuộc hẹn nhau ở cổng trường. À quên, hẹn nhau ở ga Đà Lạt, được không ạ? Để là khô báu anh em nhé. Rồi, đường sắt Việt Nam ga Đà Lạt. Tôi nhớ gần đây nhất tôi lên ga Đà Lạt thì mấy cái tàu đấy dùng để trang trí. Không còn dùng để chạy nữa. Đó là em chung không gây. Chơi xong game này thành đại lý bán lẻ mì gói luôn. Còn dư rất nhiều anh em nhé. Khéo là anh em mình chùm chứ không phải là bọn nó chùm đâu. Anh em mình chùm đấy. Tôi gom được cả mấy thùng rồi. Sao tôi không quay quá? Rồi. Ôi xời ơi. Mày vô đây. Thằng Tấn đâu? Ra đây Tấn ơi. Rồi. 92 viên nha Tuấn ơi. Tuấn đâu ra khô máu Tuấn ơi. Mẹ nhạc căng ấy nhở.
Tôi cho nhỏ nhạc lại đi, nhạc căng quá. Tiếp. Nhạc đánh đùng 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 đùng. Tấn ơi, đâu rồi Tấn ơi? Nhạc hình như Tấn sợ rồi. Tấn ơi Tấn, à đây rồi, trời ơi Tấn kêu đồng bọn ra hả? Đồng bọn này, đồng bọn này. Ngày này thì đồng bọn này ra hết đây. Mà Tấn đang ngồi để đánh trống anh em nhá. Này thì đồng bọn Tấn này. Này thì đồng bọn Tấn này. Ôi xời ơi. Sao đây. Bằng. Ôi xời. Nhờn với chúng tôi à? Nhờn với chúng tôi à? Gọi Tấn ra đây. Hết nhạc rồi. À là nhạc tiếp à? Rất là nhiều mì. Ôi xời ơi, cái gì đây? À cái này là phải dùng búa để chặt. Ôi. Ai đây cửa sắt. Nó đang mày cửa gỗ. Nhầm. Chúng ta cần phải tìm cái gì đấy để chúng ta phá cửa sắt. Kiểu gì không có con em đây. Đâu rồi, không có à? Tưởng có đứa nào không đây chứ toàn mì vâng. 37 gói mì rồi. Dùng không nó phí. The hell. 2-3 thùng mì rồi mà chưa gặp Tấn. Tấn ơi, về này là về mở lại đại lý bán mì tôm rồi Tấn ơi. Trong này có cái gì không đi? Có gì á? Donate kiểu gì vậy thầy? Cảm ơn Hasaki. Đây đồ đen đấy. Đây rồi, C4 đây rồi. Trời ơi. Con game này thì hết quái thì tắt nhạc cho tôi cái. Hết quái mới bật nhạc. Rồi. Rồi, vô gặp Tấn thôi. Có đạn kìa anh, đâu? Tại chỗ nào? Từ Tấn ơi. Lấy đạn đã. À đâu. Suýt nữa thì tôi bỏ phí 2 bằng đạn rồi. Hên quá. Rồi được rồi. 181 viên an tâm hẳn đâu ạ. Mày lại e cho thêm số không? Dấu lớn dấu nhỏ. À, các bạn Minh nhá, nhớ nhá, tôi nhớ đấy. Anh cầm nhá. Thôi quái bù nhìn. Vâng. Quái bù nhìn. Vâng, quái phải sát tô phát cho đẹp. Bót tới. Bót tới. Tránh ra thằng men đâu. Bót tới đây này. Thằng men của game đâu? Ông thấy trong tàu có không?
không có. Thằng men đâu? Đâu tao đã lượm đạn đã. Trời ơi. Trời. Đạn này 100 viên rồi. 107 viên rồi. Tấn ơi. Thằng men trốn này à? Boss tới mà men trốn à? Ô, đây rồi, mẹ rồi. Trùng ơi, sao con lại ở đây? Mau chạy đi con. Không, sao chúng chạy luôn. Con đến cứu mẹ. Con đến đây để cứu mẹ đi. Em đâu rồi mẹ? Đâu rồi mẹ? Mẹ không thấy em đâu cả. Rồi mẹ, xong. Để con gửi cháu cho mẹ. Lúc mẹ tỉnh dậy ở dưới vườn, bên cạnh mẹ có một bộ xương người nhìn ghê. Ôi rồi, bộ xương đấy là Linh, là Linh đây. Mẹ bị đánh ngất đi và bị bắt tới đây. À. Mẹ đã nói, có phải bộ xương đó liên quan đến việc bọn chúng bắt mẹ không con? Đúng rồi. Chuyện dài lắm mẹ à. Ra khỏi đây con sẽ kể. Đúng rồi mẹ ơi, ra khỏi đây đi. Tôi kể sau. Từ từ. Con nghe có tiếng động. À. Mẹ ở yên đây đợi con. Thằng men tới rồi. Mẹ ở yên đây đợi con. Thằng men đâu? Tôi thấy thằng men rồi. Ây da, thằng kia nó bắn tôi. Ây da, từ từ dụ nó ra đây đã. Xử hết bọn lâu la rồi đã. Ai da, chơi men chơi bẩn đấy men. Cho tao bắn mẹ mày. Tấn làm gì vậy Tấn? Mày tới đây mà lấy. Con đừng nghe lời nó. Nó sẽ giết chết hai mẹ con mình đó. Con mau chạy đi. Ôi mẹ cắn, mẹ cắn. Ôi dồi ôi. Mày dám đá mẹ tao. Mày chết đi. Này thì mẹ có sao không mẹ ơi? Rồi Tấn đi rồi anh em ạ. Tấn ăn hai viên rồi. Tấn đi rồi. Cảm ơn anh em Mưu nha. Lúc 19 giờ đưa tin, công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với người dân triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất kích thích và bắt giữ đối tượng có liên quan đến tội danh giết người. Đối tượng bị bắt là Lê Anh Tuấn, là cảnh sát. Tấn bị bắn rồi. Được biết, Tuấn là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây sản xuất và tàng trữ chất ma túy, đồng thời cũng liên quan đến việc cô gái mất tích cách đây 3 năm. Tấn đi nha Tấn ơi. À quên Thảo đó kìa. Thảo đâu? Bên Thảo đâu? Hãy nghe lời em. Anh nên đi đầu thú. Em không muốn thấy anh ngày càng lún sâu. Linh mới Tấn nè, Linh mới Tấn. Nếu anh im lặng thì em sẽ trình báo công an. Anh dừng xe lại liền đi. Em muốn xuống xe ngay lập tức. Đừng đà. Em bình tĩnh đi. Em muốn đi đâu vậy? Em sẽ đi báo công an. Anh đừng cản em. Rồi cản. Hút luôn Linh. Anh em quân nha. Rồi Thảo đâu rồi mặt mếu gạch dưới. Ở Thảo đâu trời. Ông này ông chứng kiến này. Ông chứng kiến cảnh Linh bị Tấn húc này. Ông pháp sư này. Ủa Thảo đâu? Ủa là cứu Thảo dữ chưa? À! Ủa mục đích gì anh em? Mình đi cứu Thảo mà ta? Rồi cuối cùng cứu mẹ xong rồi à, mẹ bỏ rơi Thảo à, mẹ không biết Thảo đâu cả. Thôi rồi cuối cùng là mẹ với Trung có một cuộc sống hạnh phúc cho đến già. Còn Thảo thì đâu không biết. Không biết Thảo đâu ấy à. Ok anh em nhé. Vậy là Thảo là bị chết cháy, sau đó bị đắp chiếu từ cái lúc mà anh công an anh khám nghiệm tử thi rồi anh em ạ. Vậy là khả năng là Thảo là con bướm
bay theo bảo vệ cho anh Trung. Thảo đi rồi. Cảm ơn Long mê, cảm ơn Miu. Thế mà cuối game thằng anh nó khóc được phát nào hết. Cuối game thằng anh với mẹ không khóc được một giọt nước mắt nào rớt đất. Là sao vậy? Cảm ơn người Nguyễn nha. Ok nha. Tạm biệt anh em. Hẹn anh em vào ngày mai. Chúng ta sẽ tiếp tục chơi con game khác, được không ạ? Bye bye anh em nhé. Ở con game này tôi nghĩ là với cái lượng lỗi nó khá nhiều như này thì 170k tôi nghĩ là hơi cao. Game này tầm 120 hoặc 100 là đẹp. Thật. Không xứng đáng. Nhưng mà cũng là một cái trải nghiệm khá thú vị cho anh em nào mà thích cái thể loại game giống như kiểu game Việt Nam, được không ạ? Thương hiệu Việt Nam nha. Cảm ơn bé Thúy nha. Nào chúc sinh nhật cho em đăng story nè. Ok, chúc bé Thúy sinh nhật vui vẻ, được không ạ? Tuổi mới xinh đẹp, học giỏi, được không ạ? Thành công cho mọi công việc nha, bé Thúy nha. Ok, bye anh em. Hẹn anh em vào ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cho con game khác. Ok anh em, bye bye. Bye bye. 8:30 ngày mai. Tối. Ok nhá. Cảm ơn anh em mình nhá. Bye A.